nằm trong các hoạt động hè 2024 trong hai ngày 15 và 16 tháng 7 tại trường tiểu học Chu Văn An, nhà thiếu nhi Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thành đoàn và Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố phối hợp tổ chức giải cờ vua các nhóm tuổi thiếu niên nhi đồng thành phố Chí Linh tranh cúp Agribank năm 2024. Tới dự có lãnh đạo một số phòng ban thành phố cùng các đơn vị có vận động viên tham gia thi đấu. Giải năm nay quy tụ 17 đơn vị với hơn 220 kỳ thủ tham gia thi đấu đến từ các đơn vị xã phường trong thành phố chia làm 6 nhóm tuổi. Nhóm có độ tuổi từ 6 tuổi trở xuống, nhóm 7 tuổi, nhóm từ 8 đến 9 tuổi, nhóm từ 10 đến 11 tuổi, nhóm từ 12 đến 13 tuổi, nhóm từ 14 đến 15 tuổi. Các kỳ thủ thi đấu theo thể thức bốc thăm, theo hệ Thụy Sĩ, thi đấu trong vòng 7 ván. Thời gian thi đấu mỗi ván là 40 phút, nếu không phân thắng bại, mỗi bên có 10 phút thi đấu bằng đồng hồ. Luật thi đấu được áp dụng theo luật thi đấu hiện hành của Tổng cục Thể dục Thể thao. Sau lễ khai mạc, giải đã diễn ra các trận đấu thuộc các nhóm tuổi. Với tinh thần thi đấu thể thao đoàn kết, trung thực, nỗ lực, quyết tâm cao, các kỳ thủ đã cống hiến cho người xem những nước cờ hay, thú vị và hấp dẫn, tạo nên không khí vui tươi phấn khởi. Theo ghi nhận từ ban tổ chức, giải đấu năm nay có số lượng kỳ thủ số đơn vị tham gia nhiều nhất từ trước tới nay, đặc biệt thu hút đông kỳ thủ nhí với những nét hồn nhiên vui tươi, thi đấu khá tự tin, các kỳ thủ đều có những chiến thuật tốt, mang thành tích về cho cá nhân và đơn vị. Qua đó, đánh dấu sự khởi sắc phong trào tập luyện thi đấu môn cờ vua có bước phát triển tại các trường học, các câu lạc bộ xã phường trong thành phố. Kết thúc giải, ban tổ chức lựa chọn 48 kỳ thủ xuất sắc nhất và trao các giải nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu nam nữ thuộc các lứa tuổi U6, U7, U9, U11, U13 và U15. Trong đó, giải nhất cá nhân lứa tuổi U6 nữ thuộc về kỳ thủ Phạm Minh Trang, câu lạc bộ Hoàng Anh. Giải nhất U6 nam thuộc về kỳ thủ Dương Mạnh Tùng, phường An Lạc. Giải nhất U7 nữ thuộc về kỳ thủ Phạm Như Khánh, phường Phả Lại. Giải nhất U7 nam thuộc về kỳ thủ Trương Nguyễn Minh Hiếu, phường Hoàng Tiến. Giải nhất U9 nữ thuộc về kỳ thủ Nguyễn Hà Anh, phường Sao Đỏ. Giải nhất U9 nam thuộc về kỳ thủ Phạm Đức Vương, phường Sao Đỏ. Giải nhất U11 nữ thuộc về kỳ thủ Trần Thảo Vi, câu lạc bộ Hoàng Anh. Giải nhất U11 nam thuộc về kỳ thủ Phạm Gia Bảo, câu lạc bộ Hoàng Anh. Giải nhất U13 nữ thuộc về kỳ thủ Trần Bảo Châu, phường Sao Đỏ. Giải nhất U13 nam thuộc về kỳ thủ Vũ Việt Vương, phường Chí Minh. Giải nhất U15 nữ thuộc về kỳ thủ Phạm Thư Kỳ, phường Sao Đỏ. Giải nhất U15 nam thuộc về kỳ thủ Nguyễn Đình Bảo Khang, phường Cộng Hòa. Giải nhất toàn đoàn thuộc về phường Sao Đỏ, giải nhì câu lạc bộ Hoàng Anh và giải ba thuộc về phường Cộng Hòa. Giải cờ vua các nhóm tuổi thiếu niên nhi đồng thành phố được tổ chức hàng năm, tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê môn thể thao trí tuệ, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời thông qua giải sẽ lựa chọn những kỳ thủ xuất sắc nhất vào đội tuyển của thành phố luyện tập và thi đấu giải cờ vua thiếu niên nhi đồng tỉnh Hải Dương hè 2024 và các giải thi đấu cờ vua khác.